Yến xin chào cả nhà nha. Hồi sáng thì Yến không có đi chợ. Gà cánh gà và trứng lòng đào non á thì nó còn ở trong tủ lạnh, cho nên lấy ra ăn thôi. Cái này thì Yến luộc, giống như nấu canh thì cũng không phải là luộc nữa, Yến nấu canh với rau á, xong rồi Yến lấy cánh gà ra chấm chung với nước mắm á. Giờ Yến mời cả nhà cùng dùng chung với Yến nha. Trước khi ăn thì cũng uống sơ miếng nước lọc ha, tạo thành một thói quen rồi. Hôm nay thì Yến chấm chung với muối tiêu thôi, ăn đơn giản thôi. Cánh gà trứng chấm chung với muối tiêu. Đây, cầm cái cánh gà ra trước đi. Mời cả nhà nha. Ngon lắm. Đậu rồng sống. Ăn nó đơn giản vậy mà thấy ngon lắm. Một phút 30 giây. Ăn cái trứng non lắm, non là ngon. Cái chùm này nó to quá, lấy cái chùm này ra luôn đó. Chơi nguyên chùm, cắn nguyên chùm vậy cho nó đã. Khỏi nấu rồi, dạng như khỏi chơi. Muối á. Quá đã. Cái đùi. Này không phải cái đùi, cái phần chỗ gần cái cánh nó quên. Ăn nó phải hơi khách hàng chút xíu thì nó mới ngon được, có chung luôn. Thank you.
cà chua. Ăn cái chua này nhiều á, cho nên đâm ra ngày nào cũng thèm luôn nha. Chính thèm nó giống như một loại trái cây luôn á. Giờ một ngày ít nhất là 1 đến 2 quả. Ngày nào không quay video á, em cũng lấy đấy ăn. Nguyên cả quả nó khô nó khó nuốt hơn, có những dễ nuốt hơn.
Nào. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Yến nha. Xin chào và tạm biệt cả nhà.